Quý vị ơi, quý vị có tin được hay không, cái căn nhà đằng sau của Sarah bự như thế này có 2 tầng lầu mà giá khởi điểm chỉ có 297.995 đồng thôi. Rất là hấp dẫn luôn đúng không ạ? Tọa lạc tại thành phố Tambo và bữa nay Sarah sẽ dẫn quý vị coi hai căn, mỗi căn 1 tầng chỉ có là 269.995 đồng thôi. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng coi cái căn 297.000 này nó có cái gì hấp dẫn bên trong nha. Let's go. Thảo xin được tự giới thiệu, Thảo là Real Estate Agent chuyên viên địa ốc của khu vực thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas. Và Thảo là chuyên làm những khu vực vòng của Houston mình luôn, như là Katy, Richmond, Cypress, Tumble và Spring. Nói chung những cái thành phố vòng đây luôn. Nếu như mà quý vị yêu thích kênh Nhà Đẹp Hoa Kỳ thì nhớ là đăng ký kênh, subscribe và nhớ là cho Thảo một cái like của cái video này để mà YouTube đề xuất video đến cho nhiều quý vị, những khán giả mà đang muốn mua nhà hoặc là có nhu cầu tìm hiểu về nhà. Căn nhà này có diện tích là 2245 square feet, quý vị sẽ có 3 phòng ngủ, 2 phòng rễ tắm và tất cả phòng ngủ thì nằm ở tầng 2 của mình ha. Bây giờ hãy cùng Tara đi khám phá căn nhà này. Đây là cái đường mà khi mà mình mới vào bên nhà ha quý vị ha, bên trong nhà, và cầu thang sẽ được nép vào phía bên tay trái của mình. Bên tay phải đây, xin quý vị sẽ có một cái phòng study. Đó, quý vị thấy không? Một cái phòng office, hoặc là nếu như mà nhà mình không cần phải làm việc thì có thể để cái phòng này là một cái phòng chiếu phim cũng được nè, một cái phòng den, một cái phòng tập yoga. Nói chung là tất cả cái nhu cầu của mình mỗi người có nhu cầu khác nhau thì có thể convert thay cái phòng này thành một cái phòng đúng theo cái ý của quý vị nha. Đây là cái cửa mà cái cửa ra mình đi vào, và bên trong đây là quý vị có cái phòng giặt sấy ở trong đây ha. Ngay đây mình có một cái toilet ở đây, chỉ có 2 bathroom thôi. Nhà này trần cao 9 feet cho nên cũng rất là thoáng quý vị. Đây là phòng khách nè. Và bên đây là có phòng ăn. Cũng như là mình có một cái nhà bếp ở đây. Cái nhà này, cái giá khởi điểm chỉ có 297.995 đồng. Tuy nhiên nếu như mà quý vị upgrade này kia, mua đất này ha, xây nên, add on những cái thứ này thứ kia thay đổi trong nhà, thì cái giá quý vị mua rơi khoảng 320-330 thôi. Căn nhà 320-330 như vậy thì ta đã thấy rất là tuyệt vời luôn. Căn này được thiết kế phối màu rất đẹp quý vị, nhìn sang trọng, nhẹ nhàng. Đó là một cái gam màu, màu kem nè, màu neutral đó quý vị. Nhìn vào cảm giác rất là thư giãn, nhẹ nhàng luôn. Ta đã rất là gọi là thích cái kiểu mà thiết kế nhà như thế này. Quý vị, nếu quý vị xem kỹ cái video thì quý vị sẽ thấy ha, nó không có màu sắc gì hoa hòe hết, đem lại cảm giác rất là an bình, bình yên luôn. Đó, một cái bếp, cái tông màu trắng nè, quý vị thấy không? Tông màu trắng toàn bộ cái bếp luôn. Và cái tay cầm thì họ sẽ xài giống như màu đồng tí xíu để mà nó nổi bật lên. Đó, những cái tay cầm này quý vị có thể mua ở Home Depot này, mua ở Amazon rất là rẻ. Tại vì thông thường video sẽ không gắn cho mình đâu, nhưng mà một cái bếp khi mà quý vị thấy có gắn cái tay cầm lên là nó hoàn toàn khác hẳn luôn ạ. Và những cái đồ appliances đều là stainless steel, quý vị thấy không? Rất là cao cấp luôn ha. Và tầng 1 đó thì tùy theo cái nhà của mình, như cái nhà này thì sẽ lót bằng cái loại vinyl, một cái loại vinyl không thấm nước cho toàn bộ khu vực bếp nè, phòng ăn và phòng khách luôn. Tầng 2 quý vị có một phòng game gym ở đây và tất cả phòng ngủ chúng ta đều nằm ở tầng 2. Nếu như mà những quý vị thích mà phòng master nằm ở tầng 2, thì những cái phòng khác nằm ở gần gũi với con mình, thì đây là một cái mẫu mà quý vị có thể cân nhắc nhé. Ở đây người ta có quảng cáo builder này là KV Home. Và như quý vị thấy trên đây, người ta sẽ so sánh cái phần điện tiết kiệm năng lượng những cái nhà như thế này. Thì trung bình điện cho những cái mẫu nhà này là 147 đồng. Tuy nhiên thì nếu như mà quý vị đi với KV Home thì người ta build theo cái kiểu là tiết kiệm năng lượng tối đa, thì một tháng quý vị chỉ trả 71 đồng thôi. 147 và 71 thì có một sự chênh lệch rất là nhiều cho mỗi tháng đúng không ạ? Trong đây là phòng ngủ master quý vị. Như sao là có nhấn mạnh ha, người ta xài cái gam màu rất là đẹp luôn, nhìn rất là nhẹ nhàng, nó thư thái luôn quý vị. Mình có thể copy một cái kiểu trang trí như thế này, dùng những cái tông màu nó kiểu hơi kiểu theo cái kiểu mà giản dị
và hơi tối giản tí xíu, tuy nhiên là không tối giản nhưng mà cái gam màu họ xài là cái kiểu đó. Và tầng 2 thì những cái phòng ngủ là mình sẽ lót bằng thảm ha quý vị ha. Tùy theo cái độ mà mình upgrade như thế nào. Thảm thì nó sẽ chia vào nhiều cái cấp độ từ cái level. Nếu như mà cũng có những cái loại mà loại free luôn, nhưng mà quý vị mà update cái loại mà premium như cái thảm này thì mình sẽ bỏ thêm chút xíu tiền vô. Quý vị thấy một cái nhà chỉ có 300 ngàn thôi mà người ta xài những cái vật liệu nè, những cái vòi nước ha, khi mình upgrade chỉ có thiếu chút xíu tiền thôi nhưng mình nhìn cái giá trị căn nhà mình tăng lên rất nhiều. Nhìn vô không biết được căn nhà là 300 ngàn giống như được căn nhà 400-500 ngàn vậy. Video này chúng ta là sẽ dẫn quý vị đi coi hai nhà cho nên nó sẽ hơi nhanh một tí xíu ha. Đây là cái hallway mà mình đi xuống và từ đây mình sẽ có hai phòng ngủ quý vị ơi. Trong đây là một phòng ngủ nè. Đó, quý vị thấy cái thiết kế rất là đẹp không? Đơn giản mộc mạc. Và tiếp đó là mình sẽ đi đến cái phòng ngủ bên kia. Thì ở đây trên tầng 2 mình sẽ có một cái phòng tắm ha. Phòng tắm này sẽ xài chung cho hai phòng ngủ luôn. Nó làm hay vậy nè, nó có một cái bàn extra kiểu make up cho mình ở đây nữa. Tuy là một cái phòng tắm nhỏ thôi nhưng mà người ta cũng thiết kế một cách rất là thông minh cho mình luôn. Và đây là cái phòng ngủ cuối cùng. Đó, quý vị thấy không, ánh sáng tràn ngập từ bên ngoài vào luôn. Ta đã thích cái phòng ngủ này nhất luôn nè. Tại vì nó nằm ở ngay cái cửa sổ, nhìn ra là cái hồ ở đằng kia quý vị. Cái view rất là đẹp, chill luôn. Đó. Và phòng này á, thì cũng có size rộng nha quý vị. Phòng này size nó chỉ nhỏ hơn cái phòng master tí xíu thôi. Đó, một cái giường queen size. Và quý vị vẫn có những cái chỗ ở đây để mà con em mình có thể để bàn học nè, bàn make up nè. Và cái điều đặc biệt của nhà này là quý vị sẽ có thêm một cái extra patio cover đặt ở đằng sau. Quý vị thấy không, có những cái mẫu của KB Home quý vị sẽ không có cái patio giống như cái mẫu phía bên kia ha. Tuy nhiên cái mẫu này là mình sẽ có cái patio. Đó, quý vị thấy không. Và quý vị ơi, căn này có diện tích nhỏ hơn 1360 square feet, cũng có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm luôn. Và là nhà 1 tầng. Quý vị hãy cùng tham gia vào bên trong nhé. Vì đang có nhu cầu tìm hiểu về nhà, thị trường, địa ốc ở khu vực Houston mà ngại gọi cho công ty Tara vì quý vị nghĩ là ồ mình chưa có gấp đâu, thì quý vị có thể vào cái website của công ty Tara ở trên màn hình đây, nhập cái thông tin như là giá tiền muốn mua khu vực Katy Richmond hay là Tomball và cái bao nhiêu diện tích, bao nhiêu giá tiền, và bấm cái nút search thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều nhà trên thị trường. Và công cái website này cập nhật nhà mỗi ngày luôn quý vị, những cái nhà nào mà mới nhất trên thị trường thì quý vị cũng sẽ thấy được trên website. Căn này có diện tích như tôi đã nói là 1360 square feet, một tầng lầu thôi quý vị ha. Một căn nhà rất là thoáng luôn, trần cao 9 feet nè. Đó. Và như quý vị thấy đây là cái khu vực phòng khách nè, phòng ăn và nhà bếp, một cái kiểu gọi là open concept ha, không gian mở rộng cho mình luôn. Nhà này có 3 phòng ngủ thì bên đằng sau Thara nhà kế nhà bếp là mình sẽ có một cái phòng ngủ master, hai phòng ngủ còn lại sẽ nằm ở hướng kia. Thara sẽ dẫn quý vị đi nhanh nhé. Do là nhà một tầng cho nên mọi thứ trong nhà nó sẽ nhỏ nhỏ lại đi tí xíu quý vị à. Một căn nhà một tầng này rất là thích hợp với lại cô chú lớn tuổi, giống như là chỉ có hai cô chú hoặc là có thêm một đứa con nữa đi thì Thara thấy nó cũng rất là phù hợp luôn. Hoặc là chỉ có hai vợ chồng thôi, sống một căn nhà này rất là ấm áp quý vị. Đây là phòng master. Vào đây là mình có cái phòng tắm master đây. Đó, gọn gọn nhỏ nhỏ xinh xinh đúng không ạ? Và builder này cũng cho quý vị cái option là mình chọn cái floor, cái bằng gạch hoặc là bằng vinyl cũng được. Như căn nhà này là sẽ là bằng gạch giả gỗ nè quý vị. Ta đã thích gạch tại vì hầu hết là gạch rất bền. Nếu mà laminate thì nó vẫn không bền bằng gạch đúng không? Cho nên mình thèm, mình bỏ tiền thì mình bỏ một lần luôn. Tuy nhiên so ra giá cả thì ta đã thấy gạch và laminate á, cái loại tốt thì cái giá cả nó không chênh lệch nhau nhiều đâu. Nhưng mà nó cái độ bền thì rất là tuyệt vời. Đó. Nhà nhỏ nhưng mà mình vẫn có thêm một cái phòng extra ở đây quý vị nhé. Phòng kiểu là phòng office cũng được nè, hoặc là quý vị có thể làm những cái phòng khác tùy theo nhu cầu của mỗi người. Đó. Bên đây mình có một cái phòng tắm full bathroom ở phía trong.
và đằng sau Tara sẽ có hai phòng ngủ nằm ở hai bên quý vị. Một lần hai nhà, một tầng và hai tầng, và giá nó rất là nhẹ nhàng. Thì quý vị thích căn nào thì hãy comment ở dưới cho Tara nha. Đây là thành phố Tomball thuộc tiểu bang Texas. Từ khu vực này mà quý vị ra những cái khu vực xung quanh thì đa số là từ, nếu mà đi chợ ở Mỹ ha, thì khoảng 10 đến 15 phút. Hãng xưởng thì chỉ cần 20 đến 25 phút là quý vị có thể đến những cái hãng xưởng nhiều ở khu vực Houston mình rồi. Tại vì khu này nó sẽ gần đường 249 nè, 290. Thì những khu vực đó tập trung hãng xưởng rất là nhiều, công an việc làm rất là nhiều luôn, cho nên quý vị đừng lo ngại. Và khu này có tiền property tax là 3.3 chưa xin giảm. Nếu như mà quý vị xin giảm thì thật ra nghĩ còn khoảng 2.8, 2.9, và nếu như mà quý vị lớn tuổi thì có thể xin giảm khoảng 2.5. Và cái tiền HOA trong khu này thì là 750 cho một năm. Nếu như mà quý vị cần thêm thông tin chi tiết thì có thể gọi cho công ty Tara ở số điện thoại là 832 558 8885. Tara xin hẹn quý vị vào video tiếp theo. Bye bye.